Vâng, sau đây em xin review sơ bộ một số cái smartboard của anh Dubai lắp trên Mitsubishi Triton. Đây, nút Dubai Auto RC đã mở. Thì một trong số đó thì nó có cái chức năng là điều khiển trên Apple Watch. Sẽ khá là tiện khi mà mình lỡ như trường hợp quên chìa khóa hay như thế nào đấy. Đây, em sẽ bắt đầu em mở Apple Watch. Trên các bạn khác thì các đồng hồ khác thì em không biết, nhưng mà hiện tại là đang trên Apple Watch Auto RC. Em đã kết nối sẵn rồi. Lock nè. Lock. Unlock nè. Star nè. Và máy nổ nè. Tắt máy. Hú còi. Up window down thì cái này do là em chưa lắp auto kính nên cái chức năng này thì không sử dụng được. Chỉ có trên Outlander của em thì vào vẫn sử dụng được. Mở cốp thì cái này mở trên Outlander của em được, nhưng mà trên này thì không có cốp để mở. Ngoài ra còn một số cái chức năng ở trên cái điện thoại cũng khá là hay. Em sẽ quay cái điện thoại ngay sau đây.